Dạ vâng, Nguyễn Đại xin chào quý vị và các bạn đã trở lại bản tin COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tối ngày 27 tháng 9. Lời nói đầu tiên, Nguyễn Đại xin chúc quý vị và các bạn có một đêm vui, khỏe, an lành và ngon giấc. Theo báo cáo của tiểu ban thông tin tuyên truyền, thì trong ngày 27 tháng 9 đã xét nghiệm PCR 4.485 mẫu, trong đó 1.137 mẫu đơn và 3.348 mẫu gộp cho 32.538 người và test nhanh 6.710 mẫu, trong đó 5.921 mẫu đơn và 789 mẫu gộp cho 7.524 người. Kết quả khẳng định có 14 ca dương tính. Dạ vâng, như vậy là tăng 4 ca so với ngày hôm qua. Cụ thể trong 14 ca dương tính có 6 ca trong cơ sở cách ly y tế, tăng 4 ca so với ngày hôm qua, 7 ca trong khu vực phong tỏa, tăng 3 ca so với ngày hôm qua, và 1 ca trong cộng đồng, tăng 1 ca so với ngày hôm qua. 1 ca trong cộng đồng ngụ ở ấp Hòa Long, xã Hòa An thuộc địa bàn thành phố Cao Lãnh. Dạ vâng, hôm nay trong cơ sở điều trị không có nha quý vị và các bạn. Hôm qua thì trong cơ sở điều trị có 4 ca, thì hôm nay giảm 4 ca so với ngày hôm qua. Với 14 ca dương tính trong ngày hôm nay, nâng tổng số ca dương tính trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến nay là 8.275 ca. Dạ vâng, về kết quả điều trị, số bệnh nhân mắc COVID-19 hiện đang điều trị là 482 ca, giảm 65 ca so với ngày hôm qua và giảm 151 ca so với ngày 24 tháng 9. Số ca xuất viện trong ngày có 58 ca, giảm 16 ca so với ngày hôm qua. Tổng cộng dồn có 7.577 ca xuất viện từ trước đến nay. Dạ vâng, số ca tử vong có 2 ca, tăng 1 ca so với ngày hôm qua. Tổng cộng dồn có 209 ca tử vong do mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình của 209 ca tử vong do mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Về công tác tiêm phòng vaccine dịch COVID-19, tính đến nay ngày 27 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh đã tiêm được 422.515 liều. Số người tiêm mũi 1 là 326.420 liều, đạt tỷ lệ 27,63% trên dân số toàn tỉnh. Số người tiêm mũi 2 là 96.095 liều, đạt 8,13% trên dân số toàn tỉnh Đồng Tháp. Về đánh giá mức độ kiểm soát dịch COVID-19 cấp huyện, tính đến ngày 26 tháng 9 năm 2021, có hai địa phương là huyện Tam Nông và huyện Tháp 10 cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19, từ 14 ngày trở lên chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, và 4 địa phương chưa có ca mắc mới trong cộng đồng từ 7 ngày trở lên, đó là huyện Lấp Vò, huyện Cao Lãnh, huyện Thanh Bình và huyện Tân Hồng. Dạ vâng, xin chúc mừng các địa phương đã nêu trên. Về thực hiện chính sách hỗ trợ, trong ngày, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gồm: một là lao động tự do có 5.139 người với số tiền trên 7,7 tỷ đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 88.506 người với tổng số tiền trên 132,7 tỷ đồng; hai là lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương 75 người với số tiền 300 triệu đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 2.457 người với tổng số tiền trên 9,3 tỷ đồng; ba là hộ kinh doanh có 657 hộ với số tiền trên 1,9 tỷ đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay có 4.405 hộ với tổng số tiền trên 13,2 tỷ đồng. Về thông tin phục vụ lãnh đạo điều hành, trong ngày hôm nay, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm việc với các ngành chức năng có liên quan đến việc cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Cùng ngày, đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm việc với các cơ quan liên quan để xem xét không thu tiền dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng và xem xét hỗ trợ chế độ trực tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chấn chỉnh công tác tổ chức tiêm phòng vaccine dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, chấn chỉnh thực hiện việc tiêm phòng vaccine COVID-19 đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và miễn phí cho các đối tượng tiêm chủng, nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến việc tiêm chủng. Theo báo cáo của tiểu ban thông tin tuyên truyền, thì trong ngày 27 tháng 9 đã xét nghiệm PCR
4.485 mẫu, trong đó 1.137 mẫu đơn và 3.348 mẫu gộp cho 32.538 người, và test nhanh 6.710 mẫu, trong đó 5.921 mẫu đơn và 789 mẫu gộp cho 7.524 người. Kết quả khẳng định có 14 ca dương tính. Dạ vâng, như vậy là tăng 4 ca so với ngày hôm qua. Cụ thể trong 14 ca dương tính có 6 ca trong cơ sở cách ly y tế, tăng 4 ca so với ngày hôm qua, 7 ca trong khu vực phong tỏa, tăng 3 ca so với ngày hôm qua, và 1 ca trong cộng đồng, tăng 1 ca so với ngày hôm qua. 1 ca trong cộng đồng ngụ ở ấp Hòa Long, xã Hòa An thuộc địa bàn thành phố Cao Lãnh. Dạ vâng, hôm nay trong cơ sở điều trị không có nha quý vị và các bạn. Hôm qua thì trong cơ sở điều trị có 4 ca, thì hôm nay giảm 4 ca so với ngày hôm qua. Với 14 ca dương tính trong ngày hôm nay, nâng tổng số ca dương tính trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến nay là 8.275 ca. Dạ vâng, về kết quả điều trị, số bệnh nhân mắc COVID-19 hiện đang điều trị là 482 ca, giảm 65 ca so với ngày hôm qua và giảm 151 ca so với ngày 24 tháng 9. Số ca xuất viện trong ngày có 58 ca, giảm 16 ca so với ngày hôm qua, tổng cộng dồn có 7.577 ca xuất viện từ trước đến nay. Dạ vâng, số ca tử vong có 2 ca, tăng 1 ca so với ngày hôm qua, tổng cộng dồn có 209 ca tử vong do mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình của 209 ca tử vong do mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Về công tác tiêm phòng vaccine dịch COVID-19, tính đến nay ngày 27 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh đã tiêm được 422.515 liều. Số người tiêm mũi 1 là 326.420 liều, đạt tỷ lệ 27,63% trên dân số toàn tỉnh. Số người tiêm mũi 2 là 96.095 liều, đạt 8,13% trên dân số toàn tỉnh Đồng Tháp. Về đánh giá mức độ kiểm soát dịch COVID-19 cấp huyện, tính đến ngày 26 tháng 9 năm 2021, có 2 địa phương là huyện Tam Nông và huyện Tháp 10 cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19. Từ 14 ngày trở lên chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, và 4 địa phương chưa có ca mắc mới trong cộng đồng từ 7 ngày trở lên, đó là huyện Lấp Vò, huyện Cao Lãnh, huyện Thanh Bình và huyện Tân Hồng. Dạ vâng, xin chúc mừng các địa phương đã nêu trên. Về thực hiện chính sách hỗ trợ, trong ngày, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gồm: một là lao động tự do có 5.139 người với số tiền trên 7,7 tỷ đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 88.506 người với tổng số tiền trên 132,7 tỷ đồng; hai là lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương 75 người với số tiền 300 triệu đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 2.457 người với tổng số tiền trên 9,3 tỷ đồng; ba là hộ kinh doanh có 657 hộ với số tiền trên 1,9 tỷ đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay có 4.405 hộ với tổng số tiền trên 13,2 tỷ đồng. Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tờ khai y tế. Dạ vâng, quý vị và các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến của dịch COVID-19. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.